gì vậy? Em cái này lót ở trong chuồng ha. Dạ đúng rồi. Cái này nó khử mùi không? Dạ khử mùi ha. Cái này là gì? Cái nó mùn cưa. Nuôi bằng cái chuồng trắng trắng kìa. Nó bị sao anh? Hôi như thế. Cái đó phải xài thêm khử mùi hả? Khử mùi này hả? Dạ, với lại anh phải vệ sinh thường xuyên thì nó mới sạch sẽ được. Ủa sao nó có nhiều mẫu vậy? Nhiêu bịch này? Cái đó 10 ngàn anh. Dạ, này mình ráp đầy luôn hay sao? Dạ. Cái đó mình rác đầy chuồng thôi. Phủ cái mặt nó đầy trúng chuồng rồi. Mà nếu mà anh lót mùn cưa thì 3 ngày anh phải thay 1 lần hoặc 2 ngày thay 1 lần cho sạch. Mùn cưa này hả? Dạ, mùn cưa nó màu dơ lắm, màu hôi. Còn lót cái nào thì lâu? Lót cát bi á, cát bi nó lâu hôi. Bi này á? Dạ. Nó hơi lấy tới không biết có quý vị nào cần tiền để đi casino không ạ? Wow, nhiều quá hả? Đây hả?